Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hiện tại bây giờ là em cũng mới ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh về lại nhà chị Hồng Loan nha cô chú. Thì sáng ngày hôm nay là em cũng có đến tòa để quay chia sẻ đến cho bà con cô chú anh chị trong nước và ngoài nước yêu thương chị Hồng Loan và chị Nơi được xem về cái ngày hôm nay là giáp mặt mẹ con cám tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh lần 2, nhưng mà không có xét xử nha cô chú anh chị. Tại vì hôm nay á là lấy thêm những cái chứng cứ rồi hòa giải. Nếu mà chị Hồng Loan á không có hòa giải á là bên phía cô Sáu phải đưa ra cái chứng cứ là xác thực đồ này kia. Nếu mà cô Sáu không đưa ra được chứng cứ á, là sắp tới đây là bên tòa án là sẽ xử luôn nha cô chú chị. Cho hôm nay thì không có nha cô chú. Đó thì cái nào là em chia sẻ là rất là chính xác luôn. Nhưng mà thực tế em muốn nói cô chú chị, sáng ngày hôm nay á em ra trước tòa qua rất là đông bà con cô chú luôn, cả ngàn người luôn cô chú chị. Đó, fan của chị Hồng Loan đến để ủng hộ chị Hồng Loan và chị Ni với lại là chị luật sư Tiết Ngọc tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh lần 2 đó. Nhưng mà mẹ con của cám cô chú đó với lại là cái bà khọt kheo thì vừa đến tòa đó là fan của chị Hồng Loan là hô lớn luôn, nói mẹ con bà Sáu gì mà tham lam dữ vậy. Của anh, nhưng mà cố mà sẽ có người con gái đó là chị Hồng Loan thì tài sản là phải thuộc về chị Hồng Loan, mà mẹ con cám là rất là tham lam cho nên là sẽ bị là trả giá thôi cô chú anh chị. Đó thì phải nói rằng hiện tại bây giờ cũng trưa rồi cô chú, nhưng mà cái phiên tòa thì cũng chưa có kết thúc đó. Không biết rằng là buổi chiều ngày hôm nay là có tiếp tục diễn ra hay không đó, thì em cứ chia sẻ là đúng cái sự thật nha cô chú anh chị. Mà nổi một cái cô chú, hiện tại bây giờ ở trước cổng tòa rất là nhiều những anh chị cơ quan chức năng là bảo vệ đó, cho nên là mấy anh em tụi em là cũng được cơ quan chức năng là không có cho quay nữa, cho nên là em về lại nhà chị Hồng Loan nha cô chú anh chị, về nhà chị Hồng Loan để cập nhật những cái thông tin đó. Phải nói rằng hiện tại bây giờ rất là nóng luôn, nhưng mà không có nóng ở đâu gì hết đó cô chú, là chị Hồng Loan là chiếm ưu thế, chị Hồng Loan là người thắng rồi. Tại vì chị Hồng Loan là những cái giấy tờ là hợp lệ chứ không phải như mẹ con cám đâu đó. Mẹ con cám như cô chú anh chị cũng được biết á, nghĩ sao đi xác minh cái chữ ký của cố nghệ sĩ, mà cái chữ ký photo cô chú đó, photo cho nên á là cũng được là bên tòa người ta không có chấp nhận đó, rồi mới yêu cầu là phải đưa thêm cái chứng cứ. Nếu mà đưa ra không được cái chứng cứ là sắp tới đây là sẽ xử luôn đó, xử luôn nha cô chú, chứ không có thể nào mà hòa giải được. Mà chị Hồng Loan cũng lên tiếng rồi, không bao giờ có cái câu chuyện mà hòa giải. Chị Hồng Loan là đi đến cùng, giọt ly nước đã tràn ly rồi á, là bây giờ là không có còn cái gì mà tình nghĩa cô cháu gì hết cô chú chị. Thắng thua là nó phải rõ ràng thôi, điều đó là ai cũng biết nha cô chú. Cộng đồng mạng của mình á là hiện tại bây giờ á là khán giả đang là yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni rất là nhiều, cho nên á là muốn cái câu chuyện á là thắng thua nó rõ ràng đó cô chú ơi. Vừa rồi thì có chị cũng lì xì cho em tờ giấy số, rất là cảm ơn chị gái luôn đó. Thì em sẽ ở đây nha cô chú, ở đây để cập nhật những cái thông tin và chờ chị Hồng Loan và chị đi về lại căn nhà số 5 đoàn thì điểm đỡ báo cái thông tin vui thì em cũng chia sẻ cho bà con nha. Đó, rất là vui mừng luôn khi mà buổi sáng hôm nay thật sự mà nói luôn, bà con đến đông lắm nha cô chú. Đó, đến đông lắm, đến mà thấy chị Hồng Loan và chị Ni là từ ở ngoài đường bước vào cổng là vui lắm, vui mừng chị Hồng Loan là tươi cười luôn, chúc mừng chị Hồng Loan là hôm nay sẽ hoàn toàn là được chiếm ưu thế đó. Cái cô cháu gái nó đến mà nó nhục cái mặt nó khum xuống vậy luôn, nó đâu có dám mà ngước mặt đâu cô chú chị. Tại vì là một đứa cháu gái kêu bằng cậu mà nó tham lam quá, fan chị Hồng Loan thì chửi quá trời trước cổng tòa luôn, không biết nhục đó, còn nó nghênh ngang, nó nghênh ngang nữa cô chú. Đó, đợt này nè em cháu gái rồi em mở con mắt to ra em coi thử ai là người là giọt máu đào nha, chứ em là không phải là giọt máu đào đâu. Nhưng mà mấy ngày hôm nay em lên trên không gian mạng em nói là giọt máu đào, tôi là gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ, còn chị Hồng Loan là một đứa con nuôi, đứa con không rõ nguồn gốc, đứa con tự nhiên ở đâu về phá tan nát gia đình ruột thịt của phá cái gì cô chú anh chị.
cái cô cháu gái này hiện tại bây giờ nó bá dơ quá, cho nên nó là nó đặt điều nó vu khống chị Hồng Loan thôi, chứ chị Hồng Loan là người con, bây giờ cho chị Hồng Loan là con nuôi luôn cũng được, nhưng mà giấy tờ hợp lệ là chị Hồng Loan là được hưởng chứ. Cái cô cháu gái này nó tham lam quá mà, thật sự mà nói luôn đó. Bà con đang ở trước tòa, đến thời điểm hiện tại bây giờ là trưa rồi, nhưng mà cái công việc của chị Hồng Loan á với chị Ni thì cũng chưa xong đó, chưa xong nha cô chú, mà bà con vẫn là đứng đó chờ chị Hồng Loan và chị Ni là ra rồi hỏi thăm cái kết quả nha cô chú. Vậy rất là thương các cô chú anh chị ở xa cũng đến luôn cô chú đó, mà bên phía mẹ con bà Sáu thì đâu có ai đâu, không có ai luôn. Mà cái điều em muốn nói trong cái video này nè, cái bà cô Tết đó, cái bà cô Tết bà đâu có liên quan gì đến cái câu chuyện này đâu cô chú anh chị, mà cũng đi theo đó. Chú Bảy thì không có, chú Bảy thì ở nhà đó, chú Bảy là không biết ăn phận rồi, không biết là đường nào là chị Hồng Loan làm thắng, cho nên nó là không ăn phận, không ở nhà. Rồi cái bà cô Tết á, bà binh vực mẹ con ở nhà cám, cho nên bà cũng theo giác cái mạch móc đến tòa cô chú anh chị, mà không biết đến tòa làm gì, đến tòa chắc ngồi chứng á. Rồi đến tòa nhiều khi mà mẹ con của nhà cám này khóc lóc hay là thua rồi xíu rồi á, bà cô Tết bà đỡ về cô chú anh chị. Chứ thật sự mà nói cái bà cô Tết một người không danh không phận gì ở trong cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm hết á cô chú, mà cứ nói ra là tôi là người em của anh Năm, anh Năm đâu ra, cô với chú Bảy đến với nhau đâu có cái gì đâu, không có một cái tờ giấy, mà cứ nói ra là y như là đúng rồi cô chú chị đó. Chú Bảy là người em của cố nghệ sĩ, mà trong cái phiên tòa buổi sáng ngày hôm nay thì chú Bảy cũng đến đó, mà bà cô Tết là dắt cái mặt móc bà đến, bà không biết nhục đúng không cô chú. Lai thì chắc cũng đến đâu, mà chắc cũng muốn kiếm một chút mà sao, cho nên là thùa theo mẹ con bà Sáu. Mà thật sự bà Sáu thì hiện tại bây giờ là bả là không bao giờ mà thắng được chị Hồng Loan hết đó cô chú anh chị, vẫn tin đó. Buổi sáng hôm nay thì phải nói rằng là gia đình của chị Hồng Loan và chị Bùm Bùm, anh Thịnh Mỹ nè, anh Hải, chị Ni đó, đi hiên ngang ai cũng đón chào. Rồi mẹ con của nhà cám á, đi chiếc xe cô chú anh chị là phải vô tới cổng luôn đó, rồi mới dám bước xuống đi vô, chứ không phải là đứng ở ngoài đường rồi đi vô đâu. Nếu mà đứng ngoài đường chắc bà con fan của chị Hồng Loan chắc còn ném đá dữ lắm cô chú anh chị, tại vì nó sống bá dơ quá mà đó. Nó nói ra là gia đình ruột thịt, rồi lên trên mạng khóc lóc, bây giờ không biết ruột thịt ở đâu á. Chị Hồng Loan là người con của cố nghệ sĩ, là chị Hồng Loan là được hưởng những cái gì của ba mình trở lại thôi, chứ mình là cháu cậu mà mình ở kế mà mình tham lam quá đó. Đã nói sai cái câu chuyện luôn cô chú anh chị, rất là bức xúc luôn. Cái câu chuyện mà cái đợt Covid đó, đó chính miệng chị Hồng Loan là nói với cố nghệ sĩ là cho mẹ con cám đỡ về ở đi, mà giờ nó lên nó nói rằng là tại sao cái lúc đó cố nghệ sĩ kêu mẹ con nó về ở trong 2 năm đó, tại vì cố nghệ sĩ nói rằng là gia đình ruột thịt tào lao, con này thì nó tào lao lắm cô chú đó. Thì buổi trưa hôm nay em cũng chia sẻ cái video này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan, chị Ni được biết nha. Dạ giờ em chào cô chú nha.